Những khoảnh khắc hài hước của Garu trong One Punch Man. Xin chào 500 anh em của kênh Weebu Never Die. Chúc anh em một ngày làm việc thật hiệu quả và tràn đầy năng lượng nhé. Hiện tại, màn đối đầu giữa Garu và Saitama đang nóng lên từng ngày khi cả hai đã chính thức lao vào nhau. Dù mới chỉ là dạo đầu, nhưng quái nhân của chúng ta vẫn không quên tấu hài khi anh bị anh hói đấm cho một cái quay vài chục vòng trên không trung. Còn đâu sự ngầu lòi của một thợ săn anh hùng vừa mới trẻ đôi giết hiền nhân nữa. Có thể dễ dàng thấy rằng Garu của tác giả One và tác giả Murata thực sự có khá nhiều sự khác biệt. Nếu One thường tập trung vào vấn đề chuyên môn và luôn giữ cho Garu một hình tượng quái nhân mạnh mẽ, cuồng bạo cùng với ý chí bất khuất, thì với Murata cũng gần như tương tự. Tuy nhiên, trong rất nhiều diễn biến, ông đã biến thợ săn anh hùng trở thành một nhân vật có nhiều cảm xúc hơn. Nổi bật lên chính là khả năng tấu hài không hề thua kém anh main nhà ta. Không ít lần trong bộ truyện chúng ta đã phải phì cười trước những tình huống trớ trêu mà Garu gặp phải. Vậy thì trong video ngày hôm nay, hãy cùng mình tìm hiểu xem thợ săn anh hùng của chúng ta có những tình huống tấu hài nào trong xuyên suốt bộ truyện nhé. Nào, cùng bắt đầu thôi! Garu lần đầu gặp Saitama. Lần chạm mặt đầu tiên giữa Garu và Saitama cũng là lần đầu mà Garu dấn thân vào kiếp tấu hài. Đó là sau những màn combat khét lẹt với các anh hùng, Garu đi giải sầu, bỗng dưng bắt gặp một thanh niên đầu hói như sân bay tiêu chuẩn quốc tế. Tưởng thằng danh con nào, cho nên Garu chẳng ngần ngại ra oai luôn. Nhưng mà ai có ngờ đâu, thợ săn anh hùng lại đụng trúng top 1 server. Không vòng vo tam quốc, Garu thể hiện ngay sức mạnh bằng cú trẻ tay đánh mạnh vào phần cổ của Saitama, đến nỗi khiến Sai hói lún cả đất. Nếu như trong phim kiếm hiệp của Kim Dung thì nhân vật bị đánh sẽ ngất lịm đi rồi đấy. Thế nhưng đây là Saitama cơ mà. Không những mặt mũi tỉnh bơ, Saitama còn khiến cho Garu toát hết cả mồ hôi đít, mồ hôi mặt và còn một số chỗ khác nữa. Mặt cắt không còn một giọt máu nào, lúc đó chắc Garu mới biết mình đã đụng nhầm vào thằng nào rồi. Áo choàng hói cũng tranh thủ dạy luôn cho Garu thế nào mới là phi đao chảo chuẩn mực với pha phản đòn nhanh chính xác đến độ Garu bất tỉnh nhân sự ngay lập tức. Một thợ săn anh hùng vừa đập cho các anh hùng cấp A như tử, đánh cho Tank Top phải nhập viện, đang hừng hực khí thế. Ấy vậy mà bị một thằng nào đó với quả đầu không thể hói hơn, dọa cho sợ té đái, đánh cho thành người ngớ ngẩn, tới mức không nhớ gì. Thì đúng là phải xem lại liệu cú đánh đó có phải là cú đánh kích hoạt chế độ tấu hài của thợ săn anh hùng không nữa. Không biết nữa, không có nhớ. Garu đụng độ kinh. Mang tiếng là đụng độ kinh, chứ trong lần này người mang đến sự tấu hài cho Garu không ai khác chính là anh chàng hói Saitama. Vừa bị chó canh phòng bón hành ngập mồm với cơ thể đầy vết thương, Garu ngay lập tức tỏ ra phấn khích vì anh chàng biết hành là món ăn chính sẽ giúp anh có được sức mạnh. Vận may như mỉm cười khi anh bắt gặp người đàn ông mạnh nhất thế giới trên đường. Trong một ngày thấy rằng hành mình ăn vẫn chưa đủ đô để tiến hóa sức mạnh, anh chàng thợ săn của chúng ta lập tức lao vào để tạo cho kinh sự bất ngờ. Ấy thế nhưng anh lại không lường trước được rằng món quà bất ngờ nhất lại chính là cái ông hói đi cạnh kinh Saitama. Vừa thấy Garu vào định dùng chiêu hổ vồ với kinh, Saitama nhẹ nhàng sút đít thợ săn anh hùng như sút một quả bóng bay dính tường ngay lập tức. Garu lại một lần nữa bị đem ra làm trò cười khi cái mông của cậu bị Sai hói sút không thương tiếc. Đã thế, cũng như lần đầu gặp, Thánh Phồng Tôm do cú đá quá mạnh khiến đầu của Garu đạp mạnh vào tường, làm anh chẳng nhớ vừa rồi đã tấu hề ra sao. Chỉ biết là do kinh mạnh đến nỗi khiến anh không kịp đỡ đòn, để rồi ngất đi mà chẳng biết thủ phạm thực sự là ai. Cũng có thể nhiều khi đây chính là sức mạnh đặc biệt của kinh, khả năng triệu hồi sai trong truyền thuyết để khiến cho một nhân vật cun ngầu miễn chê như Garu bị đá đít như là đứa con nít danh luôn. Garu chạm mặt chảy sắt. Đây có lẽ là một trong những màn combat lắm mồm và đau đầu bậc nhất lịch sử One Punch Man. Cuộc chiến mà lần đầu chúng ta thấy một S-Class có màn collapse xuất sắc với một quái nhân. Cả hai đều mang trong mình cái tôi rất cao. Vì từng chạm mặt trong quá khứ nên cả hai có rất nhiều chuyện để hàn huyên. Nhưng ai đời lại lấy chiến trường và lại là lúc đang phải đối mặt với một thảm họa cấp bán thần mà hai thanh niên lại cứ oang oác cái mồm cạnh tranh nhau từng tí một. Một Garu ngầu lòi, mang tà khí đánh đông dẹp bắc, đồ sát mọi anh hùng trên chiến trường, cun ngầu không nhiều lời, chỉ chứng minh bằng hành động đã hoàn toàn tan biến khi tiếp xúc với chảy sắt. Sự ganh đua luôn được thể hiện trong suốt trận đánh.
Màn combat mồm khiến cho khán giả phải cười bò giữa hai thanh niên chẩu tre này. Quả thực đúng là chỉ cần có một cạ cứng thì những hình tượng ban đầu xem như là vứt đi. Bạn có thể thoải mái thể hiện bản thân mà không cần che giấu gì cả. Màn tấu hài của cặp đôi Chày Sắt và Garu thực sự là một sự thành công lớn của Murata khi đã khắc họa và phát triển thêm những phần tính cách khác trong con người của Garu, thứ mà chúng ta không được thấy trong bản của tác giả One. Quả là một sự thành công của tác giả Murata, đúng không các bạn? Garu đại chiến chó canh phòng. Ngay sau khi bón hành ngập mồm cho Tank Top Master, ngay lập tức Garu đã tìm kiếm tới một thử thách cao hơn khi cho rằng bản thân đang khá ao trình so với các anh hùng cấp S. Thế nhưng chó canh phòng đã cho thấy sự chênh lệch đẳng cấp cũng hoàn toàn có thể xảy ra trong các anh hùng cùng cấp độ. Nếu như chiến thắng của Garu trước Tank Top easy bao nhiêu thì trận đấu với chó canh phòng khiến cho thợ săn anh hùng bị bón hành bấy nhiêu. Garu chẳng khác gì một quái vật tập sự khi đối đầu với top 13 S-Class. Chẳng thể nào có thể ngờ được một quái vật tự tin thách đấu với S-Class mà lại tấu hài như vậy. Một phần cho sự thất bại này của Garu chính là vì anh không quen đối đầu với một đối thủ sử dụng loại võ công của động vật và có những bước di chuyển gần như là không thể bắt bài. Ngoài một rổ hành cùng vô số vết thương được chó canh phòng gây ra cho Garu, anh chàng rời đi trong sự thất bại ê chề mà không thể làm gì. Một trận thua có thể nói là ê mặt. Màn thể hiện của anh chàng chẳng khác nào một màn tấu hài cho người dân thành phố Quy khi bị ao trình hoàn toàn bởi Watchdog Man. Thế nhưng vào thời điểm này, cũng nhờ những trận thua như vậy, Garu mới có thể trở thành một nhân vật mạnh mẽ như bây giờ. Garu tái đấu Saitama. Và lần gần nhất chúng ta thấy Garu tấu hài chính là cuộc chiến với Saitama tại chapter mới nhất. Cuộc chiến giữa hai kẻ chiến bại mạnh nhất nhì bộ truyện. Với sức mạnh tích lũy cũng như thăng tiến trong suốt quá trình diễn ra ác quái vật, Garu mang trong mình niềm hy vọng, một ước mơ to lớn của rất nhiều độc giả One Punch Man về một main mới sẽ đứng lên tiêu diệt được phản diện, ai cũng biết là ai. Thế nhưng bác Murata thật khéo đùa, mới cảnh trước đang cun ngầu, bốn mắt nhìn nhau, thì ngay ở cảnh sau đã bị Saitama đấm cho xoay vòng vòng trên không trung rồi. Chứng kiến cảnh tượng này, độc giả lại chỉ biết thở dài ngao ngán. Lại một thằng nhìn rất nguy hiểm, mà hóa ra lại thành chúa hề mới. Garu bị đánh bay chỉ với một cái vung tay nhẹ nhàng, thậm chí anh còn bị xoay như trong chóng trên không trung. Và cũng từ đây, Garu nhớ ra được Saitama chính là kẻ biến anh thành chúa hề suốt thời gian qua. Từ việc bị đánh ngất tại cửa hàng đồ lưu niệm, đến lần sút bay đít khi gặp King. Rất mong sau màn nhớ lại này, giống với bao mô típ quen thuộc khác trong các bộ truyện manga và anime, chúng ta sẽ được chứng kiến một Garu khai mở sức mạnh để đập boss cuối cho nó máu tí, hoặc là chí ít phải làm cho boss cuối chảy tí ra, đổ tí máu chứ nhở. Garu chạm mặt cậu bé Tario. Có lẽ đây chính là nhân vật được cho là thân thiết và có quan hệ gần gũi nhất đối với Garu. Ở cậu bé này, chúng ta có thể nhìn thấy sự hồn nhiên ngây thơ của một cậu bé bình thường. Cũng có một niềm tin vô cùng mãnh liệt vào các siêu anh hùng. Với cậu, những người anh hùng luôn là một hình mẫu thần tượng. Thật trớ trêu thay, cậu bé gặp Garu và luôn tin rằng anh chính là mẫu anh hùng như thế. Ban đầu cậu còn sợ hãi vì dáng vẻ đáng sợ cùng khả năng phi thường của Garu. Nhưng về lâu về dài, sau những lần được cứu mạng, cậu đã cho rằng Garu chỉ là đang cố giả vờ trở thành quái vật mà thôi. Garu rơi vào một tình huống trớ trêu, cố gắng tỏ ra là một người lạnh lùng nhưng lại không thể không quan tâm cậu bé. Từ đó chúng ta có những biểu cảm hết sức tấu hài của thợ săn anh hùng. Từ những lần cứu nguy cho cậu bé đến những lần cố ra vẻ thanh minh cho cái ác tuyệt đối mà mình theo đuổi, không phải là thứ anh hùng mà cậu nhóc hằng mơ tưởng. Nhưng dù có cố gắng như thế nào, Garu vẫn luôn thể hiện sự vụng về. Vì trong thâm tâm anh, cậu bé đó cũng rất giống anh hồi bé. Và có lẽ đó chính là người bạn duy nhất mà anh có. Chính tính cách này khiến những tình huống anh cứu nguy cho cậu vừa buồn cười mà vẫn khiến khán giả cũng phải gật gù vì sâu thẳm trong anh chàng vẫn là một con người tốt. Trên đây là những khoảnh khắc tấu hài vô cùng khó đỡ của quỷ nhân Garu trong One Punch Man. Mình còn bỏ sót chi tiết nào, hãy comment để lại ý kiến của các bạn dưới phần bình luận để chúng mình cùng thảo luận nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Như thường lệ, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Góc Comment. Câu hỏi của bạn danh do: God mà hợp tác với Genos đánh Saitama thì sao ta? Vâng, một giả thuyết vô cùng thú vị đến từ một bạn khán giả.
Điều này nếu thực sự xảy ra thì chỉ có một khả năng, đó là cơ thể của Genos bị biến đổi. God hoặc ai đó đã biến đổi cơ thể, cấy một con chip xóa sạch mọi ký ức của quỷ nhân máy, khiến cho anh chàng không còn nhớ gì và dễ dàng bị điều khiển. Nếu điều này là thật thì sẽ thật khó cho Saitama khi phải đối đầu với trò cưng của mình. Bình luận thứ hai đến từ bạn Press MC. Anh ơi, cho em hỏi, Saitama liệu có nhấc được búa của Thor và làm vỡ được cây búa đó không anh? Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chương trình. Với cá nhân mình, việc so sánh sức mạnh giữa các nhân vật ở hai bộ truyện gần như là điều không thể vì những quy chuẩn sức mạnh ở hai nơi là hoàn toàn khác nhau. Nên nếu như vứt sai sang Marvel, chưa chắc anh có được sức mạnh bá đạo như bây giờ. Còn vứt búa của Thor sang vũ trụ One Punch Man thì nó cũng chỉ như là một chiếc búa bình thường, không hơn không kém. Đương nhiên, sai có thể nhấc và phá hủy nó một cách dễ dàng rồi.